mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nên dùng các thực phẩm sau. Thực phẩm chính, gạo lứt, có 3 loại gạo lứt: trắng, ngà, đỏ và đen. Gạo lứt là hạt gạo còn lại lớp cám và phôi, chỉ xay bỏ lớp trấu cứng bên ngoài. Thực phẩm phụ, rau củ gồm có cà rốt, bí đỏ, khoai mài, củ su hào, cải mẹ xanh, cải thìa, cải ngồng, cải ngọt, cải đôi phụng, rau muống, tần ô, rau má, rau bồ ngót, rau chùm ngây, rau dền, rau xà lách son, khổ qua, trái sa kê, mít non, trái gấc, củ hủ dừa, rau củ mộc thiên nhiên hoặc trồng không sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng. Nước uống, nước thiên nhiên, nên uống nước ấm tối đa 750ml cho một người làm văn phòng, có thể điều chỉnh lượng nước tùy theo môi trường làm việc, sao cho trong một ngày đêm, phụ nữ đi tiểu không quá 3 lần, nam giới không quá 4 lần. Trà gạo lứt, trà đậu đỏ, trà bồ công anh tốt cho người bị âm, bệnh gan, trà củ sen tốt cho bệnh phổi, trà ban cha tốt cho bệnh tim mạch, đường ruột, bao tử, bôi cột sống. Chất béo, dầu mè là tốt nhất, kể đến dầu phộng, dầu dừa, liều lượng 1-2 muỗng canh dầu một người một ngày. Đường, chỉ người có sức khỏe tốt mới có thể sử dụng một ít mạch nha, đường mía, đường thốt nốt, đường phèn. Nên tránh các thực phẩm sau: các loại cà, măng, chao, nấm, đậu hũ, khoai tây, đậu leo, dưa gan, bắp su đỏ, củ cải đường, bơ, sữa, phô mai, trái cây, đường đang trị bệnh và rau sống, gia vị, tiêu, ớt, cà ri. Lưu ý về tâm trạng không vui không khỏe thì không nên ăn và cũng không được nấu ăn. Về đại tiện, phân luôn màu vàng nhạt, chặt, không rã nát và đi đúng giờ vào buổi sáng ngày một lần. Nên súc miệng một lần vào buổi tối, sáng đi tiêu, chiều súc miệng. Dùng thịt cá trong khi giảm uống nước và ăn nhiều muối sẽ rất nguy hại. Thức ăn âm hơn hết là các loại cà, măng, giá, nấm, khoai tây, gừng, ớt, tiêu, nước chanh, me, cà ri, chao, giấm gạo, kem lạnh, nước đá, thức uống có đường, rượu, cà phê, đường cát. Thức ăn âm nhiều là dưa leo, bắp chuối, khoai mì, môn tím, mẹ cơm chua, tương cải, vani, rau răm, nước trái cây, bia. Thức ăn âm là mồng tơi, su xanh, khoai mỡ tím, khoai lang, mứt biển, bầu, khổ qua, đậu ve, đậu đũa, rau dền, su hào, khoai mỡ trắng, bơ mè, tỏi, rau cần, rau húng quế, trà đọt, nước khoáng, nước lã, đường thốt nốt, đường mía, đường trái cây. Về thức ăn, dương nhiều, gạo lứt, gạo tẻ, diếp, quáng đắng, lá bồ công anh, rau đắng, xà lách son, rau má, rau muống, cà rốt, bí đỏ, cà phê thực dưỡng, trà củ sen, trà sáng dây. Thức ăn dương hơn hết bao gồm củ sáng dây, khoai mài, muối tự nhiên, trà rễ đinh lăng, nhân sâm. Và thức ăn dương là kê, gạo mì đen, nếp, các loại gạo mạch, bo bo, bắp, đậu váng, đậu đỏ lớn hạt, xích tiểu đậu, bắp cải, bông cải, củ cải trắng, cải mè xanh, cải ngọt, tần ô, rau câu chỉ, phổ tai, khổ qua, su hào, quế, hồi, hắc hương, rau mùi, hành, kiệu, hoa rô, rau giúp cá, ngò, nghệ, tương đậu nành, trà ba năm, sữa thảo mộc, trà gạo, mạch nha, chất ngọt, hạt cốc. Ha ha ha, 问什么的说呵